Dạ, con xin kính chào quý cha, quý thầy, quý sư và toàn thể quý khách ạ. Hôm nay con xin được giới thiệu mẫu bộ thánh giá nến cao bên nhà con đi ạ. Hôm nay đã là mùng 5 tháng 12, sắp đến ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm rồi ạ. Con sẽ quay bộ mẫu thánh giá nến cao. Mẫu này là mẫu được bán chạy nhất bên nhà con đi ạ. Mẫu thánh giá nến cao này thì có chiều cao là 2m05, từ đỉnh thánh giá xuống đến chân thánh giá là 45 cm. Chiều ngang của thánh giá là 30 cm, chiều cao của tượng chịu nạn là 17 cm và chiều Chúa giang tay là 12 cm. Toàn bộ cái bộ thánh giá nến cao này của bầu trời đấy ạ, chúng con đúc rất là đẹp và sắc nét luôn. Bên cạnh đó là chiếc đĩa của bộ thánh giá nến cao này thì chúng con mới thay cái đĩa mới ạ. Mẫu này là mẫu mới nhất bên nhà con đấy ạ. Con vừa mới thay cái mẫu mới này. Cái đĩa này là đĩa hoa, nhìn vũ một chút cho nó đẹp đấy ạ. Con mới thay đi luôn. Cùng với bên dưới này là ống trơn ạ. Bộ thánh giá nến cao này thì ống trơn được tạo làm 3 điểm nhấn rất là đẹp và sắc nét luôn ạ. Nhìn là sang trọng đấy ạ. Con xin giới thiệu bên cạnh dưới này là mẫu lư trầm ạ. Sắp đến Tết rồi, cái mẫu lư trầm này thì bên con bán được rất là nhiều. Mẫu này là con xin giới thiệu, đây là mẫu lư 18 cm ạ. Còn bên cạnh là 14 cm ạ. Bên con có cả 24 cm nữa nhưng mà con đang làm cho quý vị đi ạ. Những cái mẫu lư trầm này ngày Tết thì được quý vị rất là yêu thích. Quý vị có nhu cầu mua tất cả các cái sản phẩm bên xưởng con thì cứ alo cho con theo số điện thoại là 0975 137326 ạ. Con xin được kết thúc livestream ở đây. Con xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo ạ.